Hôm qua Quậy nghe nói trong trung thu này có một phép lạ bay về động viên các em nhỏ. Quậy hồi hộp quá, Quậy lo quá. Các em bình tĩnh đón xem nha. Vỗ tay, xin mời phần trình diễn của ảo thuật gia Thanh Tùng. Ảo thuật à? Cô Hằng cũng thích ảo thuật lắm. Cho cô Hằng làm ảo thuật nhá. Nhớ bảo là cô Hài rồi mà cứ cô Hằng nhé. Hằng mà. Rằm trung thu là cô Hằng, chú Quậy. Cô Hằng, cô đang ngồi dưới kia, cô xinh đẹp cái kìa. Cô Hằng mình được. Thế anh đẹp trai à? Không? Thế anh... ảo thuật đây à? Ảo thuật đấy anh đẹp trai không? Đẹp trai thế á? Ôi, được. Các em ơi, cho một chàng báo tay cho ảo thuật nào. Thôi, 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 đi xuống, đi xuống, để xuống. Thế làm xuống cho anh đấy. Anh hay mà nhá. Anh xin hay thích lắm đấy. We'll be right back.
Xin cảm ơn anh ảo thuật gia đặc biệt của chúng ta. Con rất cảm ơn khi sư thầy đã đến chứng minh cho buổi lễ ngày hôm nay để được thành công viên mãn. Và một lần nữa, chúng ta sẽ đến với biệt đội 500 anh em nhí nhảnh với ca khúc Rước Đèn Ông Sao. Và ca khúc này để được thêm sôi động thì xin mời ca sĩ nhí Ngọc Ánh, ca sĩ nhí Đỗ Phương Chi, ca sĩ Đỗ Hà Hằng Nga. Và xin mời bé Khánh Linh, người mẫu nhí. Và đây là cô Hằng Nga. Cô Hải. Hằng Nga. Cô Hải. Và sau đây xin mời bé người mẫu Khánh Linh lên trao quà được không ạ? Dạ, bé Khánh Linh đâu rồi? Xinh thế. Giống mình thế. Giống quá. Chắc giống được 1/1. Và sau đây xin mời ca khúc Rước Đèn Ông Sao nổi nhạc lên ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sau đây thì cô xin trân trọng được mời 100 bác cựu chiến binh đã dành hết thanh xuân của mình để cống hiến cho đất nước. Nhân tố rất là bí ẩn trong chương trình ngày hôm nay và bật mí đấy là quán quân The Voice Kids, và đó chính là Dương Ngọc Ánh. Xin mời ca sĩ nhí Dương Ngọc Ánh, quán quân The Voice Kids. Đây rồi. Dương đây à? Đây mà là Ánh à? Dương Ngọc Ánh đây mà. Ánh thật đâu ra đi. Đây. Đây Ánh thật á? Ánh thật đây. Hát bài gì nhỉ? Giới thiệu để cho ba mẹ mình hát này. Cô Hằng hát này. Đây là Ánh thật đâu? Ánh thật đâu? Anh đâu? Đây này, Ánh thật đây này. Ôi, Ánh đây á? Đúng rồi. Ôi, xinh thế. Quán quân giờ voi kiếp mà lại cũng xinh. Ôi, gần bằng mình ngày xưa đấy. Nào, đứng nguyên. Hài cao nhỉ? Xinh nhỉ? Hài cao thế nhỉ? Hát đi nhá, hát đi nhá. Thôi cho mình vào đây xinh quá, mình vào nhá. Thế Ngọc Ánh hát bài gì nhỉ? Mình hát bài cho con. Dương Ngọc Ánh với ca khúc cho con. Cho con. Đi vào đi. Con ba, con của ba rất ngoan.
hổ danh quán quân có hát khác, hát câu nào nuột câu đấy. Và sau đây cũng chào đón một quán quân nữa đến từ chương trình Ngôi Sao Hoa Hướng Dương nhí. Đó là nhóm Uốn Dẻo Nghệ Thuật, nhóm múa Uốn Dẻo Emmy. Xin mời nhóm múa Uốn Dẻo Emmy. Và rất cảm ơn Ngọc Ánh đã đến tham gia chương trình. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Ngày hôm nay thì con rất là vui và vinh dự khi mà được tham gia chương trình Đêm Diễn Từ Thiện ngày hôm nay. Và con xin cảm ơn tất cả các ông, các bà, các bác, các cô chú và các anh chị và tất cả các bạn, các em ngày hôm nay đã nghe con hát. Con cảm ơn mọi người rất là nhiều. Lại một lần nữa không hổ danh quán quân và đặc biệt
Các em quán quân múa ốm dẻo Emmy này rất là đặc biệt, tại vì đã phải vượt qua 7.000 thí sinh để có thể đạt được một cái giải cao quý nhất, đó chính là giải quán quân. Và sau đây cũng xin giới thiệu một quán quân nữa, đó là quán quân tiếng hát chim sơn ca thành phố năm 2018 và đã được đứng trên rất nhiều sân khấu trực tiếp của đài truyền hình VTV1 và đài Hà Nội, đó chính là bé Đỗ Phương Chi với ca khúc Thằng Quậy. Một mối mơ.
Cảm ơn ca sĩ Nhì Đỗ Phương Chi, em đẹp như búp trên cành ấy mà cuội thấy tiếng hát của em trong sáng như trăng rằm. Cho tôi một vé về Trung Thu nào. Và đặc biệt sau đây Như Khôi xin phép được mời mẹ Thanh Mai ca. Tiếng sấm sét thế nào cũng không thể làm được với tiếng chuông thánh kinh của mẹ. Mẹ luôn là một người dũng cảm, được tuyên dương người tốt việc tốt vào năm 2018. Tuy mẹ mắc hai căn bệnh hiểm nghèo, nhưng tâm hồn, nghị lực, ý chí với lòng yêu thương đối với các mảnh đời bất hạnh. Mẹ không chịu nằm yên, khi ra khỏi bệnh viện, mẹ đều đi từ thiện. Tất cả số tiền mẹ kiếm được, mẹ cũng đều đi làm những việc thiện. Sau đây, con xin trân trọng mời mẹ Thanh Mai ca lên, một người danh hiệu anh hùng thầm lặng do thành phố Hà Nội trao tặng. Xin tất cả các cô, các bác, quý thầy, tất cả các quý vị đại biểu và đặc biệt các bé hãy dành một tràng pháo tay cho cô Thanh Mai ca. Mai ca xin gửi tới các bác cựu chiến binh, quý vị đại biểu cùng toàn thể các con lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất. Ngày hôm nay được đến để dự buổi lễ trăng rằm, đêm hội trăng rằm thiện nguyện hôm nay thì Mai ca cũng phải bỏ ba show diễn ở các huyện của ngoại thành Hà Nội. Tuy nhiên là ở những nơi đó thì sẽ có rất là nhiều các bạn khác đi diễn. Và tại sao mà Mai ca lại dành cho cái buổi lễ ngày hôm nay? Đó là bởi vì 500 các con sau cái cuộc thi Ngôi Sao Hướng Dương thì đã gửi lời kết bạn với cả bác Mai ca, và cứ mỗi một buổi sáng thì không biết là bố mẹ các con hay là các con đều muốn nhìn thấy nụ cười của bác buổi sáng. Nếu bác chỉ chậm một chút thôi, chưa đến giờ, chưa chào buổi sáng thì đã có bạn hỏi rằng là bác ơi, bác hôm nay bác đã có khỏe không? Và điều đó đã làm cho bác phải đến đây với các con. Và sau đây, con kính mong sư thầy, tất cả quý vị đại biểu và toàn thể các em, các bạn đã có mặt trong khán phòng ngày hôm nay sẽ lắng nghe tiếng hát của mẹ Thanh Mai ca. Vâng, và nói gì bây giờ thì cũng là không đủ, bởi vì mang trong mình hai căn bệnh hiểm nghèo, và đặc biệt là hiện nay thì Mai ca đang phải điều trị ung thư giai đoạn cuối. Thế nhưng mà không bao giờ, dù là điều trị có đau đớn đến đâu thì Mai ca cũng không khóc, mà lúc nào cũng nở nụ cười, bởi vì nụ cười của mình sẽ làm cho tất cả mọi người hướng về phía mặt trời. Mà hoa hướng dương thì dù có nắng cháy, bỏng rát hay là bão tố phong ba vẫn hướng về mặt trời. Và mỗi một việc tốt của Mai ca đang làm thì Mai ca chỉ muốn rằng nó như là một sự lan tỏa đến tất cả các quý vị cũng như là toàn thể nhân dân Việt Nam chúng ta, để mọi người trao gửi yêu thương đến những cái hoàn cảnh, những người, những mảnh đời bất hạnh. Và Mai ca cũng mong muốn rằng, hiện nay thì bệnh ung thư, căn bệnh ung thư nhiều quá ở khắp tất cả mọi nơi, ở trong đất nước mình, và đặc biệt là bệnh viện ở Việt Nam thì 3-4 người nằm điều trị một giường. Cho nên đi tất cả mọi nơi ở trên đất nước, Mai ca chỉ mong muốn tất cả những nơi mà Mai ca đi qua thì mọi người hãy không dùng những hóa chất độc hại. Dù chúng ta có thể là ăn rau không được non, không được xanh, nhưng mà đó là rau sạch. Và thịt có thể là hơi mỡ một chút, nhưng đó là thịt sạch. Mai ca chỉ mong muốn rằng nếu như mỗi một ai nhìn thấy một người bệnh nhân ung thư khi mà họ phải điều trị, hóa trị, xạ trị, họ đau đớn như thế nào, đặc biệt là các em trẻ con, trẻ em, thì chúng ta sẽ dừng ngay tất cả những cái việc làm đó để làm sao đất nước ta được sống trong cái sự yên bình, trong hòa bình. Và đặc biệt mẹ Thanh Mai ca mỗi khi mà xuất viện xong thì mẹ đấy đều đi cống góp và cống hiến, đi làm từ thiện hết. Và gần đây nhất là mẹ đã đi nậm 10. Và trong bão tố giông ba như thế, đường trơn đường lầy và chỉ còn một gem thế này thôi là mẹ có thể là hôm nay là mẹ Thanh Mai ca không thể đứng ở đây được. Và hôm đấy mẹ
Và ngay sau khi mẹ gọi như thế và con đã bật khóc và con cảm thấy mẹ là một người mẹ anh hùng và vĩ đại ạ. Cảm ơn con. Và thực ra thì như Khôi là con nuôi của Mai Ca, nhưng mà tôi thì học được ở con rất là nhiều. Con sinh năm 2006, con chưa đủ 12 tuổi đâu. Nhưng mà tất cả những cái việc là con làm thì đôi khi người lớn của chúng ta cũng chưa làm được. Con đi hát và tiền đi hát được con dùng để mua 5 tấn sữa để tặng cho các em. Và rất là nhiều những cái buổi con bỏ những cái show diễn rất là nhiều tiền để con đi hát thiện nguyện cùng với mẹ. Thế và ngay đêm ngày mai thì Mai Ca cũng lên đường để lên một trường tiểu học dân tộc nội trú ở Điện Biên, trường Nậm He, và với 520 xuất quà cho các con. Và chúng tôi sẽ tổ chức một đêm Trung Thu ở trên biên giới cho các con. Và lẽ ra thì ngày hôm nay rất là nhiều các bé ở chương trình Ngôi Sao Hướng Dương xin đi học cùng với cô Mai Ca, nhưng có thể là vì thời gian nó bị hạn hẹp. Và đặc biệt hôm nay thì có 100 các bác cựu chiến binh đến đây để dự lễ Trung Thu với chúng ta, và các bác thì không có nhiều cơ hội. Cho nên xin lỗi các con và xin phép các con để lần sau chúng ta cùng đi học, hoặc là để cuối chương trình chúng ta sẽ hát đi học nhá. Và ngay sau đây Mai Ca xin gửi tới các bác cựu chiến binh và toàn các quý vị đại biểu và các bé, chúng ta tri ân những anh hùng liệt sĩ, những người đã đổ xương máu cho đất nước để chúng con có ngày hôm nay. Vâng ạ, xin gửi tới quý vị nhạc phẩm Con Xin Ở Lại Nơi Này. Con đã ra đi núi sông Quảng Trị, còn khi tháng ngày sông sống nở ngọn núi này, con xin ở lại lấy đây làm nhà. Chúng con mỗi đứa một quê, đưa quê Thanh Hóa, đưa Nghệ An, sau miền quê một chiến hào, tháng ba canh tuất bom cao đàn rơi. Con không về nữa mẹ ơi. Đồng đội con mãi mê đâu đó. Thùy Hùng ơi, có nghe lời bạn gọi, nỗi mồ côi còn tiên nó đạp lời. Trường con đi vào trang lịch sử màu thân, bay hai nhâm tỷ mái lưu danh tên vàng, 18 xuân xanh hiến dâng cho đất nước. Con chưa một lần biết trái cấm là chi. Chiến tranh đã hết mà sao 78 đứa nó về được mô, khăn ta phủ kín trên đâu, chiều quê bóng mẹ ôm sâu khóc con. Mẹ ơi, vì nước vì non mất con, những tổ của con thank you.
ra đi, núi sông Quảng Trị còn ghi tháng ngày, dòng sông nở ngọn núi đi, con xin ở lại lấy đây làm nhà. Chúng con mỗi đứa một quê, đứa quê Thanh Hóa, đứa người Nghệ An, sau miền quê một chiến đời con mãi mê đâu đó. Thùy Hùng ơi, có nghe lời bạn gọi, nỗi mồ côi còn tiếng nó đạp lên. Chúng con đi vào trang lịch sử mẫu thân, vàng 18 xuân xanh hiến dâng cho đất nước. Con chưa một lần biết trái cầm là chi, chiến tranh đã hết mà răng 78 đứa về nước mơ, khăn tang phủ kín trên đầu, chiều quê bóng mẹ ôm sâu khóc con. Mẹ ơi, vì nước vì non, mất con những tổ của con hôm nước vì nó. Mất con những tù của con.